Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang sống trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới Giáp Thìn 2024. Mọi người con đất Việt dù ai đi xa cũng mong trở về để quây quần bên gia đình với niềm hân hoan phấn khởi. Đối với các cán bộ chiến sĩ đang công tác trên quần đảo Trường Sa, phút giây giao thừa không pháo hoa, không người thân, nhưng bên cạnh các anh vẫn có tình đồng chí, đồng đội và sự đùm bọc sẻ chia của người dân nơi hải đảo. Cách xa đất liền hàng trăm hải lý, không ồn ào như phố thị đông đúc người qua lại, Trường Sa, nơi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đêm giao thừa vẫn trọn vẹn niềm vui. Quân với dân một nhà, cán bộ chiến sĩ là anh em ruột thịt gắn bó keo sơn. Trong thời điểm chờ đón năm mới, các đảo và các điểm đóng quân của bộ đội hải quân đều tổ chức liên hoan văn nghệ, thi hái hoa dân chủ, tạo không khí vui vẻ, đậm ấm, xua tan đi nỗi nhớ nhà của các cán bộ chiến sĩ, nhất là những chiến sĩ lần đầu tiên đón Tết xa nhà. Lần đầu tiên ăn Tết trên đảo thì em cảm thấy vui, gắn kết tình đồng chí đồng đội, quân với dân, rất là hạnh phúc. Lần tiên tới đây thì tôi thấy rất là vui vẻ, được đầm ấm, được giao lưu với mọi người. Năm mới Giáp Thìn 2024, tôi xin chúc mọi người cái Tết an khang thịnh vượng, giàu sức khỏe, đón một cái Tết sum vầy cùng với gia đình. Công tác tổ chức đón giao thừa của cán bộ chiến sĩ ở quần đảo Trường Sa được thực hiện công phu với nhiều tiết mục, nhiều ca khúc để lại ấn tượng. Bên cạnh đó, một số đảo còn dàn dựng nhiều tiết mục có múa phụ họa do chính các cán bộ chiến sĩ và cả các em thiếu nhi trên các đảo thể hiện, tạo không khí sôi động tràn đầy niềm vui trong những giây phút cuối cùng của năm cũ, chờ đón thời khắc giao thừa. Đối với đảo Trường Sa của chúng tôi, tổ chức rất nhiều các cái hoạt động để đón Tết cổ truyền. Và các cái hoạt động này vừa là để vui chơi, giải trí trong không khí phấn khởi. Cái thứ hai nữa là chúng tôi tổ chức các cái hoạt động như là bình báo tường, hái hoa dân chủ. Trong đó có tổ chức các cái hoạt động tham gia có các hội dân sinh sống ở trên đảo để cùng tham gia vào các cái hoạt động văn hóa, văn nghệ. Để trên cơ sở đó là gắn kết cái tình đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa cán bộ chiến sĩ với nhân dân và các lực lượng ở trên đảo. Và cũng nhân dịp năm mới, xin gửi tới đất liền lời kính chúc sức khỏe, thành công và tràn đầy hạnh phúc trong mấy cuộc sống. Chúc mừng năm mới. Đối với gia đình tôi và cá nhân tôi thấy rất là vui và phấn khởi với những cái hoạt động của đảo đã tổ chức và dành thời gian cho dân. Trong thời khắc giao thừa này, tôi xin chúc các bà con trên cả nước đón một cái giao thừa, đón xem năm mới thật là an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Thời khắc giao thừa, mọi người cùng đếm ngược thời gian chờ đón thời khắc chào năm mới. Ai cũng vui mừng phấn khởi, chúc nhau một năm mới bình an, mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và gặt hái được nhiều thành công. Trong thời khắc ấy, các cán bộ chỉ huy lực lượng hải quân trên đảo đi thăm chúc Tết và lì xì các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tuần tra canh gác trên đảo, chia sẻ động viên các chiến sĩ vững tay súng bảo vệ bình yên cho nhân dân vui xuân đón Tết.